Chào tất cả quý vị. Xưởng chúng tôi đang thực hiện quy trình trà nhá mịn cho hạt chuối nu huyết long. Hạt 18 ly. Mà nu huyết long này nó rất là thơm, nó rất là nhiều tinh dầu, khi mình chà ra nó ra rất là nhiều tinh dầu. Chúng tôi đã đánh 5 lượt nhám rồi, bây giờ là 2 lượt nhám cuối. Lượt cuối cùng là sẽ dùng sắt ong rồi đấy, đây là sắt ong nguyên chất tự nhiên mình dùng để đánh bóng hạt chuối. Chúng ta sẽ dùng cái lưng nhám chúng ta đánh. Xưởng chúng tôi là không có sơn phủ thì 100% đánh bóng từ các loại tự nhiên, cát ong và lá chuối khô. Cho độ cái độ thật khi mà chúng ta lần chuối trên tay nó rất là thật và an toàn cho người sử dụng. Thì hạt chuối đã hoàn thành. Anh đèn nó hơi sói. Rất là bóng như vậy, bóng lắm. Phần nu rất là đẹp. Chuối hạt nu huyết long 18 ly sẽ gồm 13 hạt. Mình cho những vị khách có từ cân nặng 60 kg trở lên đeo mới vừa. Gần rất là đẹp.
xưởng Toàn Hột là luôn sản xuất những mặt hàng chuỗi hạt gỗ quý, từ gỗ mun thẩm chắc, trầm hương hoặc là gỗ sơn đỏ. Ngành gia công các loại chuỗi hạt cao cấp được làm thủ công. Quý vị ai muốn có nhu cầu đặt chuỗi thì liên hệ cho shop inbox hoặc là các số điện thoại shop tag ở dưới. Rất là đẹp. Xin chào tất cả quý vị.